Xe ô tô mang biển kiểm soát 12C08036 được đối tượng Nguyễn Kim Long quê Hà Tĩnh làm giả giấy tờ để rao bán. Từ lời khai của đối tượng này, lực lượng cảnh sát hình sự công an Hà Tĩnh đã tiến hành bắt giữ Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh quê tỉnh Bình Thuận và Lê Công Thêm quê tỉnh Nghệ An về hành vi làm giấy tờ giả. Anh Long có khách hàng làm thì ảnh sẽ gửi ảnh khách với thông tin khách qua cho em làm xin chuyển khoản cho em là mà lấy xe là 300.000 một cái, còn căn cước công dân là 400. Mở rộng chuyên án, phòng cảnh sát hình sự đã tiến hành triệu tập, bắt giữ 20 đối tượng, khám xét khẩn cấp 4 cơ sở sản xuất giấy tờ giả tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2023, đối tượng Lê Minh Luân, sinh năm 1985, trú tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, đã cấu kết với nhiều đối tượng khác mua sắm phương tiện, dụng cụ đóng dấu, còn dấu giả, phôi bằng, đồng thời chạy quảng cáo trên các trang website để tìm kiếm khách hàng. Quá trình hoạt động thì các đối tượng là liên kết với nhau, liên lạc với nhau trên phương thức đơn tuyến và hoàn toàn không gặp gỡ trao đổi ngoài đời thường. Vì vậy quá trình đấu tránh để bóc gỡ cái đường dây này thì ban chuyên án cũng gặp rất nhiều khó khăn. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can về tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Quá trình đấu tranh chuyên án, cơ quan điều tra đã tạm giữ 23 xe ô tô, hàng chục bộ máy tính, máy in, máy dập dấu và hàng trăm con dấu giả, hàng trăm phôi và bằng lái xe, căn cứ công dân đã làm giả. Bên cạnh cái việc là đấu tranh triệt phá các loại tội phạm, vạch trần thủ đoạn thì cái tôi nghĩ là cái điều quan trọng nhất hiện nay là chúng ta phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thấy được cái việc mà sử dụng cái hiệu quả cái đề án 06, sử dụng cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm giàu tài nguyên cung cấp, thì chúng ta thấy rằng cái việc sử dụng đấy thì chúng ta sẽ liên thông định danh được với những cái loại giấy tờ. Tình trạng giả mạo giấy tờ tài liệu đang là vấn đề nghiêm trọng ở nhiều địa phương với một số vụ việc ngày càng tăng cùng thủ đoạn tinh vi phức tạp. Điều này ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội, đồng thời tác động tiêu cực đến việc đảm bảo an toàn pháp lý trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính.